Nhân anh cha và con và thánh thần. Amen. Ngày thứ sáu lấy mẹ hằng cứu dương, thêm chân dương mẹ cất áo lao động lòng. Thì như nghe mẹ nói cùng con rằng, mẹ đã chịu khôn cực và sự khôn cực ấy nặng nề lắm. Bởi vì mẹ rất nhân lành và cũng là mẹ chúng con. Nên sự khôn con mẹ đã chịu làm cho mẹ đấng tình thương xót đến các cực nạn chúng con. Và lại mẹ càng chịu cực vì chúng con, thì mẹ càng thương yêu chúng con hơn. Sự mẹ cảm tình thương xót chúng con như vậy, con thấy rõ ở nơi mắt mẹ đang có dấu thương xót thiết tha. Vì mẹ chẳng nhìn xem con cực thân mẹ, cho bằng nhìn xem các con khổ sở ở dưới đất này. Ôi, một linh hồn đang phải gian truân, mà gặp thẳng một tấm lòng thiết ai, biết thương xót bên mình, thì nó lấy làm dịu dàng là ngành nào. Mà nếu tấm lòng ấy lại là tấm lòng mẹ mình, cũng là một người mẹ quý trọng như mẹ, thì nó lấy làm an ủi vô ngần mà chớ. Vậy lại mẹ hay cảm tình thương xót, nay con đến dưới chân mẹ cho đắm lòng mạnh mẽ lại như xưa. Con tin chắc mẹ chẳng từ bỏ con gái mẹ. Xin mẹ nghe tiếng con đang mắc khốn khó kêu đến mẹ. Xin mẹ hãy nói ra một lời an ủi linh hồn con. Và xin mẹ ban cho con ơn trắng này, là ơn con xin này cùng mẹ nhân từ lân mạnh bây giờ. Này cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện linh cha cả sáng, nước cha thì đến, ý cha thì hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mừng Maria đời ơn phúc đấy, Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trớ vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Thánh Nữ đồng trinh Maria là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân về sự ấy con lấy lòng trong bày than van, chạy đến cho mình xuống dưới chân Đức Mẹ là nữ đồng tình tên hết cả kẻ đồng tình. Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi, lấy mẹ là mẹ Chúa cứu thế, xin Chúa bỏ lời con kêu xin, một chủ lòng thương và nhận lời con cùng. Amen. Lạy nữ vương gia đình, mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sương khổ, mẹ con cùng nhau chia sẻ, xa mẹ chúng con biết lấy trong ai, đời chúng con gian nan khổ sập. Gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có mẹ ở bên chúng con thấy quên hết ưu phiền. Vui sống qua kiếp lưu đầy, mong ngày sau sung sướng cùng mẹ. Mẹ muôn đời trên thiên đàng. Amen.